La 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 la, hôm nay phải đi mai thật là nhiều kim cương mới được. Hey, ủa gì vậy? Ai nhìn cao to vạm vỡ vậy? Ai vậy? Ủa gì vậy? Ủa, hello bà. À trời ơi, đau đầu quá. Ủa đây là đâu vậy ta? Ôi trời ơi. Ủa, sao lại có mọi người trong Hero Team ở chỗ này vậy? Rồi dậy, Simmy, dậy, dính, Simmy. Trời ơi, tại sao mọi người lại ngủ ở đây? Không về nhà ngủ mà ngủ ở đây vậy? Ủa mà khoan, hình như hồi tối hôm qua. Ôi, mọi người ơi, em kể mọi người nghe nè. Hồi tối hôm qua em mới vừa gặp bà ngoại kinh dị Granny đó. Mọi người có biết không? Ủa, Granny hả? Đúng rồi, em đang ngủ, cái tự nhiên em thấy bà chạy vô nhà em. Cái tự nhiên em vừa ngồi dậy, cái em thấy bà lấy cái cây gậy á, bà đập vô đầu em cái, xong bà lôi em tới đây luôn. Ủa, đừng có nói là mọi người cũng bị bắt đến đây giống như em nha. Chứ gì nữa, trời ơi. Tối qua tôi đang ngồi hả, tôi soạn content, tôi quay video mini world, tự nhiên bà vô bà đánh tôi cái, xong sáng dậy thấy mọi người luôn. Trời ơi là trời, cái bà này bà quá đáng thiệt chứ. Tự nhiên cái không, bọn mình đang ngủ, cái bà vô bà quýnh bọn mình, bà kéo bọn mình tới chỗ này luôn. Ủa mà chỗ này là chỗ nào vậy, mọi người có biết không? Không biết. Trời ơi, cái nhìn chỗ này lạ quá. Hả? Trời, cái chỗ này mà để bắt cua gì, em nói thiệt luôn á, không có ai rảnh là tiền bắt cóc bọn mình, cái đem bọn mình tới đây để bắt cua hết á, tào lao quá. Ui, đừng có nói với em. Em đang suy nghĩ nè, nhiều khi cái chỗ này chính là cái nhà tù của bà Granny đó. Trời ơi, chết rồi mọi người ơi. Vậy là anh em chúng ta bị bắt đến nhà tù của bà Granny rồi. Bọn mình bị bắt đến nhà tù của cái bà ngoại kinh dị rồi. Chết rồi, giờ sao? Vượt ngục, đúng rồi. Trời ơi, mấy bạn ơi, chết rồi mấy bạn ơi. Mình cùng với Hero Team đã bị bắt đến cái này là cái nhà tù của bà ngoại kinh dị Granny rồi anh em ơi. Kỳ này là Hero Team bị bắt cóc hết rồi, trời ơi, chết tôi luôn rồi. Ôi không sao cả, bây giờ mình nghĩ rằng Hero Team chúng ta cần phải vượt khỏi cái nhà tù này mới được. Chúng ta phải vượt ngục thôi anh em ơi. Nhưng mà tại sao bà lại bắt tụi mình chứ, chẳng lẽ bà định... Ai biết, nhiều khi bà bắt bọn mình để bà tính ăn thịt bọn mình thì sao. Trời ơi, em nghe nói là dạo này thịt vịt đang lên giá, coi chừng bà bắt anh vịt để bà làm thịt vịt ban á. Vịt ơi, cái gì vậy? Gì, em nói đâu có sai đâu. Trời ơi, thịt vịt dạo này đắt tiền lắm á trời. Ơi mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vượt ngục nha, để em xem coi ở đây có gì vậy. Cái này là lava nè, hình như chỗ này là mình phải bắt cua hay sao á. Qua, nhanh lên như phải. Để em nhảy trước cho. Chỗ này nhảy dễ à, yên tâm đi, qua đi, không sao đâu. Simmy cố lên, Simmy cố lên. Rồi xong rơi nữa rồi, sao Simmy dễ rơi quá ta. Trời ơi Simmy. Nhanh lên, cố lên. Ok, được rồi, từ. Ok. Cố lên, Simmy cố lên. Ok, Simmy qua được rồi nè. Còn Timmy thôi, nhanh lên Timmy ơi. Trời ơi, chậm chạp quá vậy, chậm kiểu đó. Bà ngoại kinh dị, bà mà bắt được là chết luôn á. Nhanh lên. Cố lên. Trời ơi, té rồi. Sao tôi mệt quá ta. Trời. Rồi ok, qua được rồi nè. Rồi bây giờ mình lưu điểm hồi sinh đi mọi người. Bên đây có chỗ lưu điểm hồi sinh nè. Qua đây luôn. Rồi, cái nhà tù của bà ngoại kinh dị, cái bộ nhìn nó cũng khác người ta ha. Rồi để coi tiếp theo là gì đây. Ui, trời ơi, cái gì nữa vậy trời. Ôi mọi người, hình như mà theo em nhìn thấy thì hình như cái này chính là cái bẫy gai đúng không mọi người? Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ là bẫy đâm đít. Cũng đúng, cái này nó mà đâm vô đít cái là khỏi đi toilet luôn á trời. Ơi mà khoan, bây giờ cái này nguy hiểm quá, mình nghĩ chúng ta cần phải nhường cho người gọi là lớn tuổi nhất ở đây. Nhường anh dịch đi qua trước. Qua anh trước anh. Nhường anh á. Mấy cái bay này dễ trời, bài tuổi gì bay lắm sao mà bắt được anh được. Nhìn anh thử vậy nè. Ây da. Rồi xong. Chết queo luôn bạn ơi. Rồi xong khoan bạn ơi. Cái nhà tù này nó không hề đơn giản như bọn mình nghĩ. Trời ơi, đâm có mấy cái là chết queo luôn á. Bây giờ nè, chúng ta phải đi thật là nhẹ nhàng mọi người hiểu không? Ok, để em xương phong em đi trước cho. Chúng ta phải đi thật là chậm thôi. Đúng rồi. Ok. Ôi ai trời ơi, đâm rồi. Chết rồi. Mọi người chậm thôi nha, coi chừng chết á. Bọn mình không có bánh mì hồi máu hay gì đâu. Sợ quá. Ok, cái này giống cái mê cung vậy mọi người ơi. Chúng ta phải đi chậm thôi nha, coi chừng chết đấy. Trời cũng may cái này là không phải là một máu quá, không thôi là chết queo luôn mọi người. Ok, qua đây đi mọi người. Rồi để em lưu điểm hồi sinh nè. Ôi Phong ơi, ở kia có con gì vậy? Khoan, ở đâu? Ui, đây. Chui. Con gì mà sao nó kêu sùm vậy? Ui, chơi to đùm mê trời đau đầu quá. Ui khoan, để em xem trong rương có gì nè. Ui, có kiếm nè mọi người. Ồ, em hiểu rồi, bọn mình sẽ sử dụng kiếm để giết bọn nó đó.
lượm kiếm đi mọi người, lượm kiếm đi. Rồi ok. Chúng ta chuẩn bị tấn công đó nha. Cầm kiếm mày ơi, nhảy xuống la lên một mình cao chấp hết các rồi chém nó mày ra. Đúng rồi, mình nhảy xuống mình kêu một mình ta chấp hết rồi mình giết bọn nó thôi. Có cái điểm hồi sinh ông Lưu, điểm hồi sinh đã chứ không là chết rồi. Anh em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Ok. Anh em hero team tiến lên. Mày hại. Giết nó. Trời ơi nó hút em. Rồi xong. Nó hút em chết rồi. Mày trời ơi mà nó đông quá vậy đây. Cứu em đi. Trời ơi. Nó hút em banh xác luôn vậy trời. Ê, giết được. Mọi người ơi, cố lên. Trời ơi. Phong ơi. Gì anh? Giết con bự bự rồi nè. Thôi mọi người cứ quýnh đi, em đứng trên đây em cổ vũ mọi người cố lên. ok mày ui con này không chỉ biết hút đâu nha anh, mà nó còn biết chọi bơm nữa đó. Trời ơi mấy con này kinh khủng quá vậy. Trời ơi mọi người ơi, cố lên mọi người ơi, chúng ta phải giết hết được hết mấy con này là chúng ta mới vượt qua được cái nhà tù này được. Trời ơi ok, đem phụ mọi người nè, siêu nhân xanh bình giết nó. Rồi xong, hình như là Simmy vừa mới giết anh Siro thì phải. Đó, anh giết Simmy. Mày hả mày? Ai giết tôi? Ôi, gần hết rồi mọi người ơi, cố lên. Mày hả mày? Ây da, trời, Simmy giết tôi rồi Simmy. Kìa vậy? Tôi lại giết con quái vật không à. Cố lên. Rồi xong, tôi bị quay về cái điểm cũ luôn rồi. Từ, chờ tôi qua mọi người ơi, chờ tôi qua nè. Trời ơi, mấy con quái vật đáng ghét này, bọn nó giết mình nãy giờ luôn á mọi người ơi. Cay thiệt sự luôn. Ôi, trời ơi mọi người giết nhanh vậy, trời ơi tôi giết với trời, tôi muốn làm hiệp sĩ mà. Khoan từ mọi người ơi, tại sao bên đây có một cái con nó nhìn nó còn bự hơn cả Timmy vậy mọi người? Trời ơi anh Rô anh thử anh lại gần nó coi, em nhìn hình như là anh Rô còn nhỏ hơn nó nữa rồi, phải đâu to vậy. Ok, ủa mà khoan sao con này nó hiền quá vậy? Trời ơi. Rồi xong nó giết ông Rô luôn rồi, con này nó không hiền chút nào hết, giết nó mọi người, chém nó, chơi hội đồng đó, chơi theo cách của người Việt Nam hội đồng mọi người ơi. Mày ơi hình như nó đang nhìn em, nó muốn tấn công em hay gì á. Mày hả mày giết nó mọi người, chơi theo phong cách của người sao Việt Nam nào. Vậy? Trời ơi nó nãy giờ nó quýnh em còn có 15 máu nè. Mày hả mày? Rồi xong. Ủa sao mày chết rồi, nó có rơi ra gì không dịch giờ đây hả? Nó có rơi ra gì không? Không rơi gì hết đâu. Ủa gì vậy? Trời nó rơi cái cần gạt nè, vậy mà ông kia không rơi ra gì hết. Tào lao. Ok mình mở cần gạt ra. Đi vô. Ôi cái gì đây, nhà tù tiếp theo là gì đây? Ồ khoan, để em xem coi ở bên đây có gì nè. Ủa bên đây là những cái tấm dán để chúng ta mở cửa nè. Đâu, để em đạp lên thử coi. Ủa khoan, hình như mình đạp lên không được, nó không mở cửa mọi người ơi. Em nhớ rồi, đây là một cái tấm ván á mà chỉ có gọi là con vật á, động vật khi mà nó bước lên á thì nó mới mở cửa được thôi, mọi người hiểu không? Em hiểu rồi. Ồ khoan, hình như trên đây em thấy trên đây có một con gấu trúc nè Rô. Bây giờ nè, chúng ta cần phải chọn ra một người bắt cua giỏi nhất để leo lên trên đây, đẩy con gấu trúc xuống và mở cửa cho chúng ta. Em nghĩ là như vậy á. Mà trong team chúng ta, ai là người bắt cua giỏi nhất? Để anh sẽ thể hiện. Rồi ok, em cho Rô 1 phút 30 giây bắt cua đi anh. Đây. Trời ơi, anh sẽ thể hiện cho em coi. Ông còn chơi ông bắt cua lùi nữa bạn ơi. Vãi rồi. Nè, rồi xong chết queo luôn. Chơi ngu. Chơi ngu nè, cái này gọi là thích thể hiện nè, ngu mà thể hiện. Rồi. Ok, cố lên Rô, lên đẩy con cấu trúc xuống anh. Trời ơi, cố lên. Ok. Xuống mày. Đẩy xuống. Rồi, ok, có con gấu trúc rồi nè. Chúng ta cùng nhau đẩy con gấu trúc lại chỗ này cho nó mở cửa ra mọi người. Đẩy. Sao mà thấy Phong đang ủn mông con gấu vậy? Thì mình đang đẩy con gấu lại gần mà. Ơi, nè nó mở cửa nè. Cậu ơi, ngoan con ơi, mày đừng chạy nữa, mày ngoan đi nào, mày leo đây cho tao vô. Một người vô à? Hai người vô. Ngoan đi con, ngoan đi. Ok, vô. Rồi. Qua được rồi nè. Lu điểm hồi sinh, Trời ơi, nhiều kim cương quá mọi người ơi. Vậy là chúng ta chiến thắng rồi hả? Trời ơi, bọn mình chiến thắng rồi cho nên bọn mình được kim cương nè, phải không? Hình như vậy á. Ủa đâu, trong đây có gì đây? Mũi khoan nè, ủa mũi khoan để làm gì vậy? Để khoan kim cương hả? Vậy là chúng ta chiến thắng rồi hả? Kỳ vậy? Ủa khoan, hay là cái này là một cái màn thử thách của chúng ta ta? Chúng ta phải khoan hết đống kim cương này chúng ta mới được vượt qua màn tiếp theo ta. Em nghĩ là vậy á mọi người ơi. Ok, đào đi Phong. Ơi thôi đào thôi chứ còn cách nào nữa. Ok, để mình đào mình qua thử nha bạn nha. Nguy hiểm quá. Ơi bây giờ mình dùng skill nè, mình đào từng người đi. Tôi nghĩ là cái này là mình phải hợp sức lại Phong, kiểu mỗi người đẩy dùng skill một lần á. Đúng rồi, mọi người dùng skill một lần đi. Búp nè, đó rồi người tiếp theo Timmy. Rồi.
người người tiếp theo vào đây nè. Sim sim đắm ngoài như vậy, vào đây nè, trong đây nè. Tôi lỡ rồi, tôi lỡ rồi. Ok, để lên lượt em nè. Khoan nè, rồi người, người người tiếp theo. Rồi người tiếp theo. Rồi tới lượt người 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 tiếp theo, cứ từ từ mà đi thôi, không gì hết. Ok rồi, để mình ha. Ok rồi, tiếp đi. Ui mọi người ơi, mọi người có để ý không, càng lúc nó càng tối vậy đó, bọn mình càng lúc bọn mình càng chui vào vào sâu hơn á. Ui qua nè, qua nè, lu 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 điểm hồi sinh, lu điểm hồi sinh. Cái này là cái ông ơi. Wow, cái gì anh? Anh đi đào kim cương trước đây làm gì không? Tào lao, anh cứ ham kim cương hoài, anh không chịu thoát ra khỏi cái nhà tù này đi một tí nữa bà ranh đi, bà giết anh bây giờ. Au au au. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Trời, trời ơi, ở bên dưới đây là cá ăn thịt người á bạn ơi. Khoan từ để mình xuống mình xem thử. Hello mấy bạn cá. Ê, 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 ê. Rồi xong nó cắn mình chết luôn mày ơi. Rồi cá với cá nó còn cắn chết nhau nữa, cá với người. Trời ơi anh em ơi, bên dưới đây là một cái hồ cá ăn thịt người á bạn ơi. Mình nghĩ chỗ này là chúng ta cần phải bắt cua để chúng ta vượt qua chỗ này nè. Rồi xong lại tiếp tục phải gọi là bắt cua rồi. Xong mình ghét cái trò bắt cua này ghê luôn á. Ở đây có ai ghét bắt cua không? Chứ tôi ghét bắt cua lắm luôn á. Mẹ okay. Tôi nè tôi. Rồi, rồi chúng ta cùng nhau vượt qua chỗ này nào. Nhớ nhảy cái từ hay nha, coi chừng té nha. Hey. Ok. Rồi, tôi qua được rồi nè. Gì anh? Đó giờ chỉ nghe dịch ăn thịt cá chứ giờ có cá ăn thịt dịch luôn hả? Có cá ăn thịt dịch. Thấy không nè, nó ăn nè, nó ăn thấy không? Rồi dịch, anh đi xuống dưới đi cho cá ăn thịt đi anh. Xuống dưới đó. Dịch bảy món. Ê, à, à, đừng, đừng, đừng giết em xin lỗi, xin lỗi. Ok rồi, còn ai nữa không, còn ai nữa không? Mình vượt qua hết rồi phải không? Ok. Hay, để xem coi tiếp theo là cái gì đây. Ôi, tiếp theo là chúng ta sẽ phải gọi là đi đi qua lava mọi người ơi. Bây giờ nè, ai ai đó hãy hãy đạp tấm dán đi cho em chạy 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 qua trước nha. Ok rồi. Tôi nè, tôi sẽ hy sinh cho mọi người qua trước nè, mọi người qua đi. Ê à, khoan, dịch từ từ. Cẩn thận Timmy, nó Timmy đù nó chen chen lắm anh. Đó thấy chưa, em biết ngay mà. Em biết ngay mà. Em biết ngay mà. Để anh đi xin cho, để anh đi xin cho. Mọi người đi đi. Rồi xong anh dịch giết Timmy luôn. Này thì cho mày chơi mất dạy hả mày. Nè, nó xin lỗi. Rồi, tiếp tục. Em nói rồi, em nói rồi, cái team này bọn nó cho nhau lắm anh đừng có chơi vậy. Để từ từ, bây giờ mình chọi viên kim cương đây nè, xong mình chạy qua. Chạy nhau coi anh, cái team này nó nhây lắm bạn ơi. Rồi xong lại chết, đúng là một cái team nhây vậy rồi. Thảy kim cương xuống là sao vậy, nghĩ xong thảy kim cương là sao. Bây giờ lên đi phớt đi. Thôi bây giờ đi nè. Mấy con trai, mấy con trai đừng lên cho mấy đứa con gái qua đi. Ờ nhường, bây giờ bọn mình nhường, nhường cho mấy đứa con gái qua trước đi. Qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. Qua đi. Rồi Phong, Phong ơi, lady Phong ơi, chơi Phong ơi, chơi lady Phong ơi. Ơ vậy vậy, em là con trai mà em phải nhường cho anh Rô đi trước chứ. Trời ơi, hết con gái đi rồi thì bây giờ để con trai với ai nói gì đâu. Ờ ok ok, rồi đem qua nha. Rồi lady Phong. Rồi giờ qua đi anh. Rồi qua rồi đó. Rồi lực mọi người á, qua đi. Đó, ông Rô bắt đầu ông thả ra nữa nè. Ông Rô ông chân chen lắm, ông chân mất dạy. Ok rồi, Rô qua đi Rô. Cố lên, rồi mình đẩy ông xuống nè. Rồi qua nào, giờ qua nào. Ok qua được rồi nè. Hai đứa con gái qua đây. Mấy con gì mà nhìn trông xấu xấu đây. Mọi người có muốn đi về không mọi người ơi? Rồi lưu điểm hồi sinh đi mọi người. Hello. Hello bạn. Hello bạn. Ủa con này con gì mà nhìn cái mặt nó xấu vậy? Nó với em. Nó với em ơi. Nó đang với anh luôn kìa. Xin đôi cùng cha khác ông nội với lại con ở trong mắt. Phùng nó chết rồi cả đây sao á. Rồi xong nó giết anh dịch luôn rồi. Trời ơi con này. Con này nhìn nó kinh dị quá anh ơi. Ok từ. Chúng ta phải tiêu diệt nó thôi. Quýnh đó, từ từ đi, em phụ dịch nè. Chúng ta quýnh hội đồng một con đi. Rồi ok, một con chết nè. Ơi anh, sao mà có đến tận ba con dí theo ông Rô vậy? Hình như mặt ông Rô thấy ghét quá. Hình như thấy nó thấy mặt ông Rô thấy ghét quá cho nên dí theo quýnh. Ok. Ây à, mọi người đánh nó đi. Để em là mọi giữ cho, mọi người đánh nó đi. Mày hả mày, anh em mình chơi hội đồng nó đâu. Mày hả mày, quái vật nè. Ok, dí đó, quái vật nè. Mày thì quái vật tin mi đù à. Xin lỗi lỡ tay hả gì anh? Bên kia cũng bánh kem siêu to khủng luôn. Cái tào lao, cái này mà bánh kem gì anh bị điên à? Cái này là, cái này là bà ngoại ranh đi đó. Trời, má bà rút cái đầu luôn rồi. Trời ơi, bà rớt cái đầu xuống dưới. Bà rớt cái đầu xuống dưới luôn kìa. Bà rớt cái đầu xuống dưới luôn kìa. Đâu đâu anh thử anh nựng má bà ngoại cái coi. Rồi xong. Ôi bà dí mình kìa. Mọi người ơi chết rồi. Trời ơi anh em ơi, chúng ta đã đối đầu với bà ngoại kinh dị rồi nè. Ôi bà ngoại kinh dị siêu to khổng lồ các bạn ơi. Ui trời mọi người ơi, mọi người để ý không, sao bà này bà to dữ vậy ta. Bà ơi bà ăn cái gì mà sao người bà to thế. Ui bà hả? Dứt ở khoảng mọi người. Châu à. Mọi người ơi, chúng ta đừng quýnh bả nữa, cho bà này bả quýnh chết ông Rô đi. Ông Rô ông bà hay. Đúng rồi. Thôi à. Bà ơi, bà hãy diệt gian trừ ác đi bà giết ông Rô đi bà. Đố bà bắt được con rồi à. Đố bà bắt được con. Ok, thôi mình giết bà ngoại kinh dị đi, hồi nãy bà bắt cóc bọn mình á, giết bà đi.
Trời ơi, cái bà này bà to quá mọi người ơi. Cái này người ta gọi là bà ngoại kinh dị thôi, chứ cái này là bà là con quái vật Granny Ranch. Đừng tưởng mình đang chơi tập thể bà ngoại. Má nhớ bình thường là con Granny lên bà Granny bà. Đúng giống mình mà sao sao giờ bự ấy. Bà này bà dí em anh ơi. Bà hành tinh rồi, Ui, này thì chết đi. Bà chết rồi. Ồ, chúng ta đã giết được bà rồi. Chết rồi. Bà chết chưa, để anh xuống không ơi. Trời ơi, mọi người nhìn kìa. Nhìn kìa, ông Rô ông sợ đến nỗi mà ông bắt cái cây cột ông leo lên trên đây luôn mọi người. Ờ đúng rồi, mình phá cột cho Rô té đây mọi người. Đâu. Ok anh em ơi. Thì Hero Team bọn mình đã vượt qua được nhà tù của bà ngoại kinh dị rồi anh em ơi. Đó, ok bây giờ chúng ta cùng nhau đục tường, chúng ta đi ra ngoài thôi nào. Nhanh lên dịch, đục tường đi anh. Bùm. Rồi, dựng ngục. Hey. À. Wow. Chúng ta đã thấy được ánh sáng mặt trời rồi. Wow, ok anh em ơi. Thật là may mắn quá, cuối cùng thì Hero Team bọn mình cũng đã vượt qua được gọi là sóng gió cuộc đời rồi bạn ơi. Mình cũng đã thoát khỏi được cái nhà tù của bà ngoại kinh dị Granny rồi. Mấy bạn thấy Hero Team bọn mình có ghê không nào, vượt ngục được nhà tù của bà ngoại kinh dị luôn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu như các bạn thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè. Và nhớ mình nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nè. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng ký hội cho mọi người nữa nha. Và nếu mà như mọi người mà thấy sợ các bạn ngoại kinh dị đó thì anh em đừng quên là bình luận cho mình biết luôn nha, chứ mình cũng sợ bả lắm luôn á. Trời ơi, nhìn bả ghê gì đâu luôn, trời, siêu to khổng lồ luôn. Hả? Ok, hình như bà ngoại Granny này có quen biết gì với bà Tân Vlog hay sao á mà siêu to khổng lồ các bạn ơi. Ok. Rồi bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Yêu anh em, bye rồi. Tạm biệt. Còn bây giờ thì Hero Team bọn mình sẽ phải gọi là triệu hồi thú cưỡi ra, xong cưỡi về nhà đây. Ok. Để mình triệu hồi con này ra nè. Ok mọi người ơi, về nhà thôi. Chúng ta cùng nhau về lại làng Hero Team nào. Mọi người ơi, đi nhanh lên. Ok. Về lại làng Hero Team thôi.